Cắt xê bất ngờ của Lan Ngọc Thúy Ngân khi đóng MV của ST Sơn Thạch. Sau một năm chuẩn bị, ca sĩ ST Sơn Thạch ra mắt MV Ngày Thương Tháng Nhớ Năm Đợi. MV có sự tham gia của diễn viên Thúy Ngân và Ninh Dương Lan Ngọc. Trước nay, khán giả thường ghép đôi ST Sơn Thạch với Lan Ngọc ngoài đời thật vì mối quan hệ thân tình và sự ăn ý của họ. Tuy nhiên, thì trong MV này, ST Sơn Thạch lại thành đôi với Thúy Ngân. Lan Ngọc đóng vai trò xúc tác để mối tình giữa hai người bạn đi đến cái kết tốt đẹp. Cảnh cuối của MV, Thúy Ngân diện áo cưới, xuất hiện hạnh phúc bên ST, tạo nên cái kết đẹp cho câu chuyện. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ. Mình thích đẩy thuyền cho ST và Lan Ngọc, nhưng Thúy Ngân xuất hiện trong MV này cũng rất dễ thương, xem thấy thoải mái vui vẻ. Thúy Ngân và Lan Ngọc đều xinh, hợp khi kết hợp với ST, nhưng phải công nhận Thúy Ngân quá xinh và hợp với màu sắc của MV này. Dù rất thích thuyền của ST và Ngọc, nhưng Ngân xinh quá, không thể rời mắt. ST Sơn Thạch cho biết anh không tốn cát xê khi mời Thúy Ngân Lan Ngọc đóng MV này, nhưng phải trả bằng rất nhiều bữa ăn. Anh chọn cho họ không chỉ vì mối quan hệ thân thiết, mà còn bởi nguồn năng lượng tươi trẻ, tích cực, phù hợp với nội dung anh muốn truyền tải. Ca khúc Ngày Thương Tháng Nhớ Năm Đợi là sáng tác của Andy Nam Trương, một trong những tác giả có nhiều ca khúc hot trong thời gian gần đây. ST cho biết anh mất một năm mới có thể ra mắt sản phẩm vì các khâu đều phải trải qua nhiều lần chỉnh sửa. Tuy nhiên thì quá trình quay MV chỉ mất vỏn vẹn đúng một ngày. Ca khúc nói về ước mong, khát khao hạnh phúc trong tình yêu. ST Sơn Thạch cùng góp ý chỉnh sửa với Andy Nam Trương. Ca khúc được pha một chút âm hưởng dân gian truyền thống để tăng thêm độ da diết, tình cảm, bên cạnh chất trữ tình đặc trưng của dòng nhạc ballad. Qua ca khúc, ST Sơn Thạch mong muốn bất kỳ ai khi yêu cầu sẽ đều dũng cảm nói ra cảm xúc của mình, bởi lẽ không ai có thể chắc chắn được tương lai sẽ như thế nào. Đặc biệt, ngoài thông điệp về tình yêu đôi lứa, MV cũng khéo léo truyền tải thông điệp về tình yêu, bảo vệ động vật khi lấy bối cảnh là một trạm cứu hộ động vật cùng sự xuất hiện của những chú mèo bị thương tật đang trong quá trình trị liệu, phục hồi. ST Sơn Thạch cho biết làm việc với những bạn diễn này vô cùng khó khăn, anh bị chúng cào cấu nhiều vết xước trước khi có thể quay hình trơn tru. Thúy Ngân nói trong quá trình làm việc, ST Sơn Thạch rất nghiêm túc, đầu tư chỉn chu, nữ diễn viên tâm sự. Ngân nghĩ sản phẩm âm nhạc lần này của anh ST chứa đựng thông điệp rất nhân văn. Đó là lý do vì sao Ngân rất hứng khởi và nhiều năng lượng dù phải quay một ngày dài. Những chú chó mèo tuy nhỏ bé nhưng nghị lực sống rất mãnh liệt, rất kiên cường. Ngân nghĩ đó cũng là điều mà anh ST muốn mang vào MV để truyền tải rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì sự cố gắng quyết tâm sẽ có sức mạnh rất lớn.